Được về thăm quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là nguyện ước bấy lâu của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Châu, nguyên Bí thư Đoàn ủy Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam đã chia sẻ trong chương trình giao lưu hai thế hệ sáng mãi ngọn lửa thanh niên do tỉnh đoàn tổ chức ngày 15 tháng 5. Ông đã thay lời cho 64 đồng chí của Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, những người đã làm việc trong 24 cơ quan Trung ương Cục miền Nam, tri ân với đồng chí Nguyễn Văn Linh là nguyên Bí thư Trung ương Cục miền Nam đầu tiên trên quê hương Hưng Yên. Thực hiện phương châm hành động nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, tiếp lửa thanh niên, đoàn đã dành những phần quà ý nghĩa tặng các cựu thanh niên xung phong và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời truyền lửa cho thế hệ trẻ Hưng Yên trong chương trình giao lưu với các thành viên của đoàn là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, người chiến sĩ cách mạng kiên trung đã trực tiếp tham gia tiêu diệt tên Trần Văn Văn, ứng viên của Tổng thống ủy quyền Sài Gòn, dũng sĩ diệt xe tăng Mỹ kiêm phóng viên chiến trường Nguyễn Minh Chí, phát thanh viên Đài Giải phóng Nguyễn Hữu Châu,